Xin chào các bạn yêu lan trên toàn đất nước Việt Nam nha. Bây giờ là gần 19 giờ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023. Mời các bạn ngắm lũ HO rất là tự nhiên, không kích quắc, không có một cái sự tác động nào phân thuốc để mà ra hoa, thì là hôm nay mời các bạn ngắm lũ tự nhiên luôn. Đấy. Lũ rất là tự nhiên luôn. Đấy. Mời các bạn ngắm lũ hoa ở một cái chậu cây rất là, chậu này thì khoảng tầm độ 20 hơn 20 20 22 cm. Phi 20. Hoa tự nhiên luôn, không có kích gì cả. Có hai bạn là trong nhóm hội hoa lan sông Cầu đến tham quan vườn anh hoa lan Quang Biên. Em này là em hoa lan Bình Nguyễn, quê hương ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Gió mát thế. Chung ở trên dàn nhà anh Biên này thì nhiều giống đẹp lắm. Hàng vớ vẩn anh ấy lém vào quẳng hết. Đã chăm là mình phải ra sức chăm. Nhiều việc quá, công nhân làm tới 8 giờ tối mình cứ ở đấy trả thời gian tươi tắm. Dễ này. Rất là đẹp. Đến mấy ngày chả mòn lên. HO. Cái con này cũng HO hả anh? HO hết. Bên đấy toàn HO. Năm nay thì được 3 4 năm anh vào sự nghiệp lan va mà năm nay được một cái bông tự nhiên. Đẹp, hoa đẹp lắm, bông đẹp lắm. Bông Hà Tĩnh này nó như HO ấy. Nhưng mà nó không được như HO được. Nó giống HO. Lô Phú Thọ. Ở cái video clip trước ấy mình quay lít nhít rồi, nhưng mà bây giờ lên rất đẹp. Đây cũng HO đây anh nhỉ? Hai chậu HO đúng không anh? Cắt thân nó khỏe hơn. Cả thân. Hai bạn là sưu tầm hồng hạ vân. Cắt khéo nha, không vào tay đấy. Bỏ xuống. Bỏ kẹp. Chú có kỳ chưa ra đây. À, chú có một chậu đấy ạ. Đây, đây có nhiều chậu con này. Đấy. Không thì ra đâu này. Vào cả chậu luôn.
100.000. À. Chia sẻ à, gọi là một chậu nữa, trên mặt đây một chậu. Đây này anh cả đấy. Ờ đúng rồi. Hoa đẹp, hoa to. Em cứ để ra ra kia kìa. Hoa nhìn phê lắm. Cánh bầu sáp đẹp. Hoa nó Bình mở máy lên xem cái video trước anh chia sẻ ấy, quay rõ luôn, đẹp lắm. Bông anh cả. Ở đây năm nay nó nở ra nó vừa được cắt cái phần đấy chưa lên đất. Mạng Toto Linh nhé. Toto Linh 200. Chú cho đóng đi, cái hát luôn. Kìa. Đấy. Nhiều cho thành một cái mãng. 3-4 thân này. Thế như kìa. Kết thúc video ở đây, buổi tối mát quá, mình